cuộc sống trưởng thành còn dễ hơn chơi game. Đó có phải là điều chúng ta nghĩ khi còn nhỏ? Hai người bạn đang tặng quà cho nhau. Tặng bạn này, bạn có thể viết những ký ức tuyệt vời nhất vào đây. Wow, tôi cũng có quà cho bạn nè, một quyển sổ tay rất xinh. À, vậy là ai cũng có thể viết nhật ký của mình. Viết ngay những bí mật và mong ước của mình nào. Mong ước mãnh liệt nhất của tôi là trở thành họa sĩ. Những đứa trẻ thông minh sẽ biết mục tiêu của nó là gì khi còn rất nhỏ. Người ta thường nói đừng cố trở thành họa sĩ. Bạn sinh ra đã là họa sĩ rồi. Khi lớn lên, tôi sẽ làm hết những gì mình muốn. Tôi sẽ lấy thế giới làm cảm hứng cho các bức tranh. Công việc nghe có vẻ thật trừu tượng. Tôi sẽ là một họa sĩ tài ba và nổi tiếng. Nhưng bất hạnh thay, không phải ai cũng sống dựa vào các bức tranh và bản vẽ của mình. Người trưởng thành cần phải ăn và một công việc bình thường. Như một nhà thiết kế trong văn phòng và dùng bản vẽ điện tử thay vì bức tranh. Chẳng có không gian cho ý tưởng sáng tạo. Ôi chà! Mong ước của tôi là khi tôi trưởng thành, sẽ ăn mọi thứ mà mình muốn. Kẹo sô-cô-la, kẹo dẻo, bánh quy, kho báu của tôi, mà vẫn giữ thân hình hoàn hảo. Thật không may, thực tế thì cách tốt nhất để giữ thân hình thon gọn là tránh xa những món kia. Đấy, hoặc ăn trái cây và rau củ, chà cũng không tệ cho lắm. Có rất nhiều cô bé muốn được kết hôn. Bộ váy cưới thật đẹp, như công chúa. Buổi lễ ấm cúng. Trong vòng tay ấm áp yêu thương hết mực của người chồng đẹp trai. À, thêm nữa, anh ấy là triệu phú, sẵn lòng chi nhiều tiền cho bạn. À, cặp vợ chồng hạnh phúc này sẽ vượt qua mọi thứ. Sau đó sẽ là tuần trăng mật ngọt ngào tại một hòn đảo nhiệt đới. Yeah! À, chàng hoàng tử ơi, nhanh đi tìm tôi nào! Trong lúc đó, Simba, đi ngủ thôi nào! Bạn đi đâu đấy? Đi ngủ! Hãy mơ về anh chàng triệu phú đẹp trai và cả đám cưới thế kỷ nha! Khi tôi lớn lên, chắc chắn tôi sẽ mở một nhà hàng riêng. Tôi bước vào và chỉ nhân viên phải làm gì. Ai cũng sẽ nể sợ tôi. Thế thực tế là gì? Tôi trở thành một nhân viên phục vụ. Chẳng dễ dàng khi lắng nghe những vị khách khó tính. Còn nhà hàng riêng của tôi đâu? Vẫn còn ở trong mơ. Một bài nhạc thật lãng mạn. Lớn lên, bạn trai tôi sẽ thường xuyên đàn hát cho tôi nghe. Cùng một cây guitar và bó hoa ngay cạnh cửa sổ. Oh wow, còn gì lãng mạn hơn? Giọng hát của anh thật ngọt ngào. Đó là bài hát về tình yêu chúng ta. Bó hoa trao tay là minh chứng. À, thích quá. Vậy thì chào mừng đến cuộc sống trưởng thành. Một tin nhắn từ bạn trai. Tin nhắn thoại kèm biểu cảm thay cho lời tán tỉnh. Thậm chí anh ta còn chẳng thèm hôn tôi. Thật chẳng lãng mạn tới gì cả. Thời gian khiến mọi thứ đều thay đổi. Tôi phải tự hát tỏ tình chính mình thôi. Thêm một mong muốn thời ấu thơ. Ngay khi lớn lên, mình sẽ đến một cửa hàng đồ chơi lớn. Wow, mọi thứ đều đáng yêu. Mình sẽ mua hết những gì lúc nhỏ mình không có. Thêm một vài món nữa để bù đắp cho cảm xúc. Và thực tế thì như thế nào? Bạn chi tiền vào những vật dụng cho gia đình,
Bạn mong điều gì chứ? Những vật dụng này đều cần phải mua sắm. À, thế còn đồ chơi thì sao? Đồ chơi? Ý là sao? Mình phải mua đồ đánh bóng nội thất nữa. Tôi mong sao trong ngày sinh nhật bạn bè sẽ tổ chức tiệc bất ngờ cho tôi. Và tặng thật nhiều quà. Như là, wow, đồ trang điểm, những món ngon. Tôi yêu hộp trang điểm này. Nhưng thật tệ, khi lớn người ta lại quan tâm thứ khác. Giấy chứng nhận y tế ư? Wow, sẽ có thuốc và vitamin thay cho hoa nha. Sức khỏe là quan trọng nhất. Chà, tôi còn muốn gì nữa nhỉ? Khi lớn lên, tôi sẽ xem hoạt hình thâu đêm. Đến khi nào buồn ngủ thì thôi. 11, 12 hay 1 giờ đều không quan trọng. Chẳng có ai bắt tôi đi ngủ cả. Thậm chí tôi sẽ ăn ngay trên giường. Tôi có thể lớn chưa nhỉ? Chà, chào mừng đến đời thực. Đây là bộ phim yêu thích của bạn. Vẫn còn sớm, xem thôi nào. Và ngủ ngon. Này, mới 9 giờ thôi. Trở thành người lớn thật mệt mỏi. Có lẽ tôi bắt đầu thông cảm cho mẹ của mình rồi. Thật tuyệt khi có một người bạn thân. Bạn có thể ngủ ở nhà bạn đó, ăn bánh cùng nhau, đổi đồ chơi. Và khi lớn lên, chắc chắn chúng tôi sẽ sống chung một nhà. Thuê một căn hộ và trang trí theo ý thích. Chúng ta sẽ buôn chuyện và chơi đùa. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ được bên nhau. Nhưng thực tế thì khác hoàn toàn. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào những ngày lễ hay like hình trên Instagram. Ai có thể nghĩ rằng bên nhau đồng nghĩa với việc gửi đi một tin nhắn. Này, dạo này thế nào rồi? Tôi nhớ cô quá. Bạn tiết kiệm tiền trong heo đất được bao nhiêu rồi? Không nhiều đúng không? Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Sau này tôi sẽ có thật nhiều tiền, chẳng biết tiêu vào đâu. Một cái thẻ hạng vàng. Tôi sẽ đi hàng giờ quanh các cửa hàng và mua mọi thứ mà mình muốn. Và một phần giấc mơ đã thành hiện thực. Bạn có thể dạo bước hàng giờ. Nhưng làm sao mua được với đồng lương ít ỏi này? Thêm một giấc mơ viễn vông thời thơ ấu. Tôi khi còn nhỏ. Ồ không, lại là yến mạch. Mình ghét nó. Tại sao không cho mình món khác ngon hơn chứ? Như bánh hoặc kem chẳng hạn. Tôi 10 năm sau. Tuyệt, yến mạch là tuyệt nhất. Món ăn hấp dẫn, còn gì tuyệt hơn nào? Tôi thích chế độ ăn lành mạnh này. Cho tôi thêm nữa đi. Quay lại giấc mơ thời thơ ấu. Chúng ta đều tưởng tượng cảnh mình trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Vẻ ngoài thời thượng, xe riêng cùng lái xe đang chờ sẵn. Tạo một cơn mưa tiền thì sao nhỉ? Bắt đầu đi! Yeah, thật không cưỡng lại được. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Có người vẫn tiết kiệm tiền để mua chiếc xe đầu tiên và mặc đồ cũ. Cuộc sống người trưởng thành ra sao? Thức dậy thật chậm rãi, vặn mình nhẹ nhàng và bắt đầu ngày mới. Đi spa, rạp chiếu phim, làm việc, cà phê với bạn. Thật tuyệt vời. Không may thay, thực tế thì bạn phải dậy khi chuông báo thức reo. Và danh sách những việc cần làm cũng thật tệ. Làm việc cả ngày. Sao lại không có hoạt động vui chơi nào hết vậy? Bạn có thích những mơ ước thời thơ ấu đó không? Bạn muốn làm gì khi mình trưởng thành nào? Hãy nhận xét cho chúng mình biết nha.
và đừng quên thích video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn là người đầu tiên xem những video hấp dẫn của Trôm Trôm Select.